Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay là sáng chủ nhật cuối tuần. Mình lại tiếp tục giới thiệu cái lô bông trang đỏ với lô bông trang màu vàng một cốt. Hiện tại thì mình còn khoảng chừng 50 cây ở đây. Mình quay sơ lược cho các bạn xem để lựa chọn bạn nào có nhu cầu mua thì comment bên dưới giúp mình. Thì hiện tại bông nó ra nụ rất là nhiều và chuẩn bị chỗ bông. Những cái cây bông trang một cốt này màu đỏ thân nó khá là cao rồi, khoa cao khoảng 3 cm. Ủa, 3 gang tay chứ. Có cái cây này gần sát bên tai nè, mình quay cho mấy bạn xem. 3 gang tay đây, anh bên đây tất cả đều đã có nụ hết nha các bạn. Mình chỉ còn khoảng chừng 50 cây mình sẽ bán rẻ lại cho các bạn. Còn mấy cây thấp này thì nó màu vàng. Mấy cây thấp nhỏ này thì chưa có ra hoa. Còn mấy cái anh cao này thì đã ra nụ hết rồi. Ê, mình bốc thử một cây. Này các bạn xem, nó ra nụ ra hoa hết rồi. Xoay vào phía bên đây cho các bạn xem. Tất cả đều là một cốt. Một gang, hai gang, ba gang, hơn 3 gang tay. Cái cây này thì là màu vàng. Màu vàng hiện tại cây lớn này thì mình còn có mấy cây thôi. Đây. Thân là bằng đâu cũng ngón tay út, ngón tay áp út của mình. Cái tán ở trên xòe ra đều, rất là đều đó. Mình còn có 3 cây màu vàng đây. Đây là một cây màu vàng, nó là 3 cây, cái thân to tán đều rất đẹp. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Bạn nào có nhu cầu mua số lượng nhiều thì hãy comment bên dưới giúp mình, thì mình sẽ để giá hữu nghị lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Và cũng không quên là luôn rửa tay sạch trước khi và sau khi làm việc gì hoặc là ăn uống. Rồi ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang để thực hiện tốt tinh thần phòng chống dịch trong mùa Covid. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!